Cuối tháng 8, Trung tâm chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ bị mắc COVID-19 HOPE do Bệnh viện Hùng Vương thành lập được khánh thành tại trường mầm non Hòa My 2, số 11 Lý Thường Kiệt, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm ra đời với mục đích hỗ trợ các bé có mẹ bị mắc COVID-19 và trong giai đoạn chưa có gia đình đón về. Hiện tại, trung tâm đang chăm sóc cho khoảng 50 bé sơ sinh. Không được gặp mẹ ruột ngay từ lúc chào đời, không được bú sữa mẹ nhưng các em có được những người mẹ tuyệt vời là những tình nguyện viên tận tình chăm sóc. Các mẹ xuất thân nhiều ngành nghề khác nhau, từ giáo viên mầm non, tiếp viên hàng không, sinh viên, nhân viên văn phòng. Có cả những mẹ chỉ mới vừa tròn đôi mươi, còn ngồi trên giảng đường đại học, chưa có gia đình nhưng tất cả đều đến đây bằng một trái tim ấm áp với các thiên thần nhỏ được sinh ra giữa mùa đại dịch. Ngay từ lúc mà đọc tin thôi là em đã cảm thấy hơi xót trong lòng rồi. Tại vì mình khi mà em không phải là một người mẹ sinh ra mà nhìn thấy mấy đứa mà em còn cảm thấy kiểu hạnh phúc kiểu vậy á. Đằng này khi mà các em đã sinh ra đã phải xa mẹ ngay từ ngày đầu tiên mẹ thì em cảm giác như là một người mẹ mà không được gần con. Sau khi 9 tháng 10 ngày đẻ ra thì em cảm thấy là rất là tội á. Em cũng cảm thấy là chắc là những người mẹ đó cũng phải đau lòng dữ lắm. Em nghĩ như vậy. Trước tiên thì là một ngày cứ cách cứ khoảng 3 tiếng một lần á là sẽ cho bé bú. Để trước lúc mà bé mà tới khoảng tuổi của bú của bé mà bé chưa dậy á thì sẽ là đánh thức bé trước khoảng 20 phút gì đó cho bé dậy. Sau đó thì để cứ pha sữa, đi pha sữa chuẩn bị sẵn rồi cho bé bú cứ vậy, cứ bé đó, bé bú thôi. Có tùy bé thì bé sẽ bú nhanh, có bé thì bú chậm thì mình phải kiên nhẫn một xíu. Phải kiên nhẫn nói chuyện với bé, vừa nói chuyện với bé. Em nghĩ thì cái này rất là đáng kỷ niệm, phải là để nhớ trong tuổi trẻ của mình luôn. Trung tâm thì cũng mới khánh thành đây, các lượng số bé thì mỗi ngày mỗi tăng. Nhưng mà tình nguyện viên rồi mình tuyển thì cũng không có phải dễ, tại vì các bạn cũng phải yêu trẻ rồi cũng phải test các bạn âm tính thì các bạn mới có thể vào làm công tác. Thì cái số lượng nhân sự hiện tại thì nó chưa có đủ thì có thể chăm sóc các bé. Đó là cái khó khăn. Còn trong kỷ niệm thì đối với các con thì các con rất là nhỏ, có những bé sanh thiếu tháng, non tháng, các con bú sữa rất là khó khăn, thì cái mình là người hỗ trợ giúp các bé thì mình cảm thấy mình rất là thương. Còn đây là Nguyễn Thị Thu Hằng, 26 tuổi, ngụ tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ít ai biết được người mẹ xinh đẹp của hàng chục đứa trẻ tại đây chính là một nữ tiếp viên hàng không. Dù còn trẻ, chưa có gia đình và cũng chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nhỏ, trong khi trẻ sơ sinh rất mỏng manh nên Hằng đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, Thu Hằng và các bạn tình nguyện viên khác đã không ngừng quan sát và học hỏi cách bồng bế, thay tã cho trẻ ăn từ các điều dưỡng viên. Vậy là cô và các tình nguyện viên đã bắt đầu với công việc làm mẹ của gần 50 đứa con. Thì thật ra lúc mà em đăng ký á, là em cũng nghĩ là năm nay chắc là sinh nhật của mình đặc biệt lắm. Mình đón sinh nhật với mấy chục bạn nhỏ như vậy, chứ không phải là gia đình của mình nữa. Thật ra tối qua thì vẫn chăm các con đấy chứ. Sinh nhật thì vẫn bù đầu bù cổ với các con luôn. Nhưng mà đang rất là yêu thích công việc này nên cảm thấy sinh nhật khá là đặc biệt, khá là ý nghĩa. Thì thật ra là em nghĩ ai ở đây là đã quyết định vô đây á, đầu tiên là phải thương trẻ, rất là thương trẻ. Lúc mà tụi em biết được cái thông tin mà các bé bị có mẹ bị như vậy á, là tụi em quyết định vô luôn chứ không có chần chừ nữa, không có suy nghĩ gì nữa hết á. Quyết định là vô đây phải giúp một tay mới chịu được á. Chứ ở nhà đọc cái tin đó xong là nhiều khi là không có chịu nổi, trong lòng không có chịu nổi. Muốn tới liền, muốn ôm các con, chăm các con liền luôn. Các em bé hầu hết đều chưa được đặt tên, chân vẫn còn đeo thẻ nhận diện được bệnh viện gắn từ lúc mới sinh với thông tin của mẹ. Những đứa trẻ đặc biệt này đang được lớn lên mỗi ngày trong vòng tay thương yêu của những người mẹ hoàn toàn xa lạ, nhưng họ đến với các con bằng tình thương mãnh liệt. Ngày 27 tháng 8, một tin vui hiếm hoi giữa những ngày dịch bệnh đầy căng thẳng, có một em bé đã được bố đến chở về nhà sau thời gian điều trị và tự cách ly. Nói chung là tâm trạng thì rất là hồi hộp và rất là vui sướng. Tại vì cha con cũng đã 15 ngày rồi. Hôm nay nhận được thông tin bệnh viện nhắn là đến đón con thì trong lòng rất là vui. Và rất là mừng, và rất là nói chung là rất là hồi hộp. Và
sau khi nhận được tin là chuẩn bị đồ là lên đường ngay luôn á, để đón cháu. Nói chung là rất là nôn, nhưng mà có lẽ là người nôn nhất chắc là mẹ của bé. Mẹ của bé đếm từng ngày để mong được đón bé về. Còn chị của bé cũng vậy, chị của bé 5 tuổi rưỡi cũng nhắc hàng ngày: ba ơi bao giờ em về, ba ơi bao giờ em về. Chị cũng rất là nôn nao, cũng rất là mong muốn đón em về. Nhìn các bé được cha mẹ, gia đình đón về, những người mẹ bất đắc dĩ tại trung tâm cũng rất luyến tiếc nhưng cũng hạnh phúc, vì giờ đây các bé sẽ được cảm nhận hơi ấm từ cha mẹ, từ gia đình thực sự của mình. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.